I have no idea what's going on here. It's a bit of street entertainment. The audience have been given something, paper something. Bảy tháng trời kẻ lạ đến câu để anh ôm cổ ôm sầu chứ để anh ôm cổ ôm sầu vì cái cô tiền sáo quánh đầu bỏ anh bạn mình thôi bạn mình đây là cái con sáo tiền con gì nó ra đi chiều chiều lại thế chiều chiều nhớ đâu đi cỡ mũi nhớ đi nước ngủ chè chứ nhớ hồi mô mặt hoa lục muối mà mẫu ta hổ hỉ nằm phè cả đi another lady here mấy sơ cơ lại con tay nếm mẫu mỏ hoa lục bảo quen muối mè chuyện đời sao qua éo le cái chuyện đời sao qua éo bỏ quên tình quen nghĩa bảo bút ve bút ve còn tám tiền bạn mình ơi là cái con tám tiền là cái con tám tiền con nhận không thấy có tiền cái chê có tiền cái đó rồi cái chê khổ à không bị xứ thì ba ra rồi tôi lấy vô thích là vô biết còn mai con gì nó ra thì mơ chi đau lớn búa to cái mơ chi đau lớn búa to học trong lòng học là xe khô một đời con gì nó sẽ ra đây mời anh mời chị cùng nghe tên bài con gì nó ra đây đèn thi như chim hồng dạng gió kiếp thi như ngọn bó bên đường cha thi đừng hướng như lâu lắm con gì như xưa thế nào xuống về với mình minh nắng tỏa trước từ phải xưa ra rồi tối đây mà hô tiếp với bà con cô bác lắng lặng mà nghe lặng lỗ còn bài con thì nó ra đây ngoài kia ai bước ào ào chứ ngoài kia ai bước ào ào phải ông tứ tượng đạp rào mà ông mô bạn mình ơi là cái ông tư tưởng đó là ông voi rồi ông voi ra rồi tôi đi hô biết là hô biết còn bài con nhỏ ra đây một nông tầm là năm nông sen một nông sen là chiến bé to là thương nhân chi tiết đời chơi con gì bây giờ nó mới ra bạn mình đây là cái con gì đi thì biết là con đấu là con đấu là rồi con đấu đi đấu.
mà hô đi với bà con cô bác lắng lặng mà nghe, lặng mà nghe là cô còn bài con gì nó ra đây. Nàng kêu tinh tận tình tan tiền anh trai túi thì nàng xa bay. Nàng kêu thăng liễu la lay, cái đàn kêu thăng liễu la lay, tiền anh đầy túi em sách dày, sách dày chạy theo bạn mình ơi. Hello, Peter. Ciao, Patrizia. Hi, Grace. Lá liễu ra rồi con đây mẫu tiếp lão tiếp còn bài còn gì nó ra đây. Còn viên em mua thì bán hồng, hết viên em mua mít cho chồng mà gặm sơ. Chồng gặm sơ thì ở gặp tụi con sáu cái hổ đẹp mà lùi. Bạn mình nói là cái con sao hồn, sao hồn đâu là sao xuống, sao xuống nào rồi. Seems like the game is to collect yellow flags. Sao suốt ra rồi, sao suốt ra rồi, tôi đây mà hô tiếp lão tiếp còn bài, còn gì nó ra đây. Hơi mấy đầu xanh phải đành mất mẹ, tuổi dại khờ thất theo tiền cha. Đó là con của Cúc Hoa cùng chồng tên gọi chính là Phạm Công. Vì đâu thuyền vỡ giữa dòng, ông trời gieo nghiệp vợ chồng đôi nơi. Cúc Hoa nàng đã nghỉ ngơi nhìn thu yên giấc thảnh thơi. Phẳng hồng thương hai con tuổi còn bé bỏng, dặn đường trần bữa đói bữa no. Xin ăn từng bước lẫn dò tìm cha, cha ở phương nào mô hay. Đêm mà về trong giấc ngủ say, con tìm thấy mẹ trong vòng tay. We're in Hoi An, which is central Vietnam, and this is just street entertainment. We've had dinner, we're walking back to our hotel, and I have no clue what's going on. I don't know what's going on. Okay, gonna call it a day. Thanks for watching, everyone. Bye.